Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Khám phá nước Nga vĩ đại, chuyên mục văn hóa du lịch ẩm thực, phát sóng trên kênh YouTube Khoa phim Nga vào 8 giờ tối thứ ba hàng tuần. Và tôi là MC Bot ca sĩ dân ca Thanh Thanh Hiền, người sẽ đưa quý vị đến với những giai điệu Nga, cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa âm nhạc truyền thống đặc sắc của dân tộc này. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn, hiểu biết thêm về nhiều điều mới lạ sẽ phát trong chương trình hôm nay. Nền âm nhạc Nga có một lịch sử phong phú và đa dạng, phản ánh sự hòa trộn giữa các yếu tố dân gian và cổ điển. Từ các điệu nhảy dân gian sôi động của người Slavic cho đến những tác phẩm vĩ đại của các nhà soạn nhạc như Piotr Ilyich Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov và Dmitri Shostakovich đã khiến âm nhạc Nga để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ âm nhạc thế giới. Âm nhạc Nga không chỉ được biết đến với những giai điệu trữ tình và cảm xúc mạnh mẽ, mà còn với kỹ thuật hòa âm phức tạp và phong cách trình diễn đầy ấn tượng. Ngoài các tác phẩm cổ điển, nền âm nhạc hiện đại của Nga cũng rất phong phú với nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc pop đến rock, đặc biệt diễn ra trong thời kỳ đổi mới từ những năm 1990 đến nay. Sự phát triển của âm nhạc Nga vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm và yêu mến từ khán giả trên toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, Kho phim Nga sẽ giới thiệu quý khán giả đến với hai bài hát Nga rất hay và nổi tiếng, do Minh Vũ biên tập lời bình, được review qua giọng đọc do robot trí tuệ nhân tạo ca sĩ dân ca Thanh Thanh Hiền thực hiện. Bài hát thứ nhất mang tên Yagoda Merlina, đây là một bài hát dân gian truyền thống nổi tiếng của Nga với giai điệu vui tươi và lời ca dễ nhớ, được liên tưởng gắn bó cùng chủ đề về tình yêu và thiên nhiên. Bài hát thường được biểu diễn trong các lễ hội truyền thống văn hóa vào mùa hè ở Nga với nhiều phiên bản nổi tiếng. Nội dung, chủ đề của bài hát nói về quả mâm xôi, một loại trái cây phổ biến ở Nga, biểu trưng cho sự tươi ngon đầy sức sống của thiên nhiên. Đồng thời cũng mang lại hình ảnh về sự vui tươi và lạc quan trong cuộc sống, miêu tả việc hái quả mâm xôi như một hoạt động thú vị và đầy niềm vui diễn ra trong mùa hè, một hình ảnh quen thuộc của văn hóa nông nghiệp Nga. Bài hát dân ca không chỉ phản ánh vẻ đẹp và sự phong phú của thiên nhiên, mà còn mang thông điệp ý nghĩa gửi gắm tâm tư của con người đối với cuộc sống và tình yêu. Giai điệu và lời ca của bài hát đưa cảm xúc mỗi người liên tưởng đến với những kỷ niệm ngọt ngào, sự lãng mạn và khoảnh khắc của một thời tuổi trẻ. Về nguồn gốc, bài hát Yagoda Merlina có sự gắn kết với kho tàng âm nhạc dân gian của người Nga. Nó đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ, được các nghệ sĩ dân gian trình diễn và luôn nhận được sự yêu thích của khán giả mọi lứa tuổi. Một số phiên bản nổi tiếng của bài hát đã được phổ biến qua các bản thu âm và trình diễn của nhiều nghệ sĩ trong hàng thập kỷ qua. Có thể liệt kê một số phiên bản như sau. Phiên bản truyền thống, đây chính là phiên bản mà chuyên mục văn hóa, du lịch ẩm thực mời khán giả thưởng thức trong chương trình hôm nay, qua giọng ca biểu diễn của chị Liên Hoa, một lưu học sinh thời Liên bang Xô Viết, cùng bản dịch lời Việt của nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn, nguyên công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Phiên bản này giữ nguyên giai điệu và nội dung dân gian, phản ánh nét đặc sắc văn hóa nông thôn Nga. Trong giai đoạn xã hội Nga hiện đại, bài hát cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau được các nghệ sĩ biểu diễn như nữ ca sĩ nổi tiếng Lyudmila Zhikina, người đã có nhiều bản ghi âm bài hát này, mang đến phong cách và cảm xúc riêng. Một nghệ sĩ nổi tiếng khác là Mikhail Safutinsky cũng đã từng trình diễn bài hát này, mang thêm phần âm nhạc hiện đại hóa mà vẫn giữ được tinh thần dân gian. Nhiều dàn nhạc dân gian và nhóm biểu diễn như Various Folk Ensemble cũng đã tạo ra các phiên bản riêng của bài hát và thường xuyên được trình bày trong các buổi biểu diễn văn hóa. Ngoài ra cũng còn một số phiên bản được remix và sáng tác theo các thể loại âm nhạc hiện đại như pop và electronic nhằm thu hút thế hệ trẻ. Sức hút và sự đón nhận yêu thích của công chúng cho thấy bài hát Yagoda Merlina là một phần của di sản văn hóa Nga, đem đến niềm vui và sự lạc quan cho mỗi người khi nghe giai điệu của nó. Những phiên bản khác nhau của bài hát đã giúp nó tồn tại và phát triển vượt qua thời gian, luôn gắn bó với tâm hồn của người Nga. Yagoda Merlina được biết đến như là một trong những bài hát tiêu biểu đại diện cho văn hóa dân gian Nga, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc của dân tộc này. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn cùng thưởng thức nghe bài hát này. Позабыл он тобой или нет? Плюнь над полем малиновый звон, занимался малина
ve manila yaga da malina leta go sizvala kasnete alieti iskrai na rasvete a kakoyu sladkoy malina byla. Một giấc mơ tựa cô tĩnh thưa thần tiên, hồi chuông ngân vang lên khắp cánh đồng quê, dại đều lên màu hồng thắm khắp nơi này. Ôi thưa cây mai linh nàng, vẫy theo ta đến nơi này, mùa hè trời mai linh. Mà làm sao thơm ngọt thế trên hồng má Lina. Tặng riêng ta hoa mi hát nơi rừng xa, và malina cứ chín trong rừng kia, ngọt môi em lòng hơi ấm hương thơm rừng. Ôi trời cây malina, vậy cho ta đến nơi này, mùa hè trời malina nhắn bao tia nắng ban mai. Mà làm sao thơm ngọt thế trên hồng má Lina. Một lời thôi nào hãy nhắc đi bạn ơi, một lời thôi còn sống mãi theo dòng trôi, để dòng sông mang sắc nắng thắm hồng tươi rạng rỡ khi bình minh lên khắp nơi này. Ôi trời cây Malina, cho ta đi nơi này, mùa hè trời Malina nhắn bao tia nắng ban mai, hãy mong mau đi nơi đây, long lanh chiếu ôm đất trời, mà làm sao thơm ngọt thế trên hồng má. Какой сладкой малина была, ах, какой сладкой малина была, ах, какой сладкой малина была.
bài hát thứ hai tiếp theo trong chương trình hôm nay. Mời quý anh chị cùng thưởng thức lắng nghe bài Chiếc Khăn Xanh do nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm trình bày với lời Việt do anh Lại Ngọc Đoàn biên dịch. Nội dung bài hát Chiếc Khăn Xanh viết về một thời chiến tranh khốc liệt, nhưng bên cạnh đổ nát, hy sinh mất mát, con người luôn dành cho nhau thật nhiều tình cảm. Và trong tình yêu cũng vậy, tình cảm chân thành đó khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Những mối tình trong thời chiến trở nên thật lãng mạn và đầy tinh thần hy sinh cao đẹp. Vì đất nước phục vụ, họ phải tạm gác lại tình cảm cá nhân, vội trao nhau những nụ hôn, ánh mắt lưu luyến trên sân ga. Với chiếc khăn trao tay, họ tranh thủ thời gian ngắn ngủi dành cho nhau để bày tỏ tình cảm của mình. Và những khoảnh khắc tha thiết đó, minh chứng cho sự bất tử của tình yêu. Là robot ca sĩ với nhiệm vụ dẫn chương trình, nên không yêu cầu được anh Minh Vũ review kỹ hơn về bài hát này, do anh ấy nói đang bận đi uống bia. Vậy nên bây giờ mời quý vị khán giả thưởng thức ngay và luôn giai điệu bài hát. Hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký các kênh trên YouTube của Kho Phim Nga để nhận được thông báo về các chương trình sẽ phát sóng hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn. Скромный платочек подан с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных речь. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных речь. Порой, порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночек, где ты платочек, милый желанный родной. Нет больше ночек, где ты платочек, милый желанный родной. Помню, как в памятный вечер подам платочек твой с плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной не сегодня любимый родной. Знаю с любовью, как и с головью, прочесть платок дорогой. Знаю с любовью, как и с головью, прочесть поток дорогой. Nhớ hoài chiều xưa với bao kỷ niệm, khăn nhỏ vai em buông xóa dài. Và em đã hứa trong chiều đưa tiền ấy chiếc khăn bé xanh bên em suốt đời. Và em đã hứa trong chiều đưa tiền ấy chiếc khăn bé xanh bên em suốt đời. Bây giờ đâu còn những chiều ta nói câu tạ từ. Này khăn nhỏ bé bây giờ em nơi nào, có biết ta vẫn mong đợi ngóng chờ. Này khăn nhỏ bé bây giờ em nơi nào, có biết ta vẫn mong đợi ngóng chờ. Сколько заветных платочков носим шинели с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в строте боевой. Нежные речи, девичьи плечи помним в строте боевой. За них родных, желанных, любимых мы таких. Страчик, пулеметчик, за синий платочек, чтобы на плечах дорогих. Страчик, пулеметчик, за синий платочек, чтобы на плечах дорогих.